tạm dừng trào. Từng câu chuyện kể thua nào đề cao nhân nghĩa giá vào tình ngoài cổng xe khác giá tràn đàn ai nấy đắm khúc phượng câu quan. Không, Dân Lan, lúc nào ta cũng thương mến nàng. Vì tính tình và đức hạnh, ta mong sớm rước dâu về Ngô Nha Trang để dày duyên cầm sắc. Lòng ta lúc nào cũng buồn rầu nôn nóng vì hai nhà chúng ta cách nhau bởi ngọn núi cao sừng sững, khiến cho đường đi ngăn cách sơn ghê. Tuy là thân quen mà phải cách 3-4 năm hai ta mới gặp nhau một lần. Đúng rồi, mỗi lần chàng đến rồi lại đi, để lại trong lòng em niềm bâng khuâng thương nhớ khó nói nên lời. Dân Lan, nay chúng ta sắp là người một nhà rồi, không bao giờ ngăn cách nữa đâu. Dân Lan, Thiết Thạch ơi, Thiết đã thấy khỏe hơn nhiều, thì ta mau sớm lên đường vì Thiết thấy nơi đây dường như không được an toàn cho lắm. Phải, ta nghe đồn rằng bọn sư tặc nơi đây rất là lộng hành, thường xuyên xuất hiện cướp bóc khắp bộ hành. Gì hả chàng? Nhưng không một ai biết sao việc của chúng hiện ở nơi nào. Nếu vậy thì nàng đừng có lo, dù bọn cướp kia có hung tợn thế nào, ta có thanh gương và tinh thông võ nghệ, diệt lũ ác gian bảo vệ cho nàng. Dẫu sao dần vô tình đã xế tà, qua phố thăm sơn quanh có mấy dặm thì hai ta bái lễ tơ hồng dày duyên
cầm sắt vui đạo vợ chồng nàng hãy yên lòng tin tưởng nơi ta. Đám cưới à, chỉ là tôi khoát tay thôi, bao nộp tiền máy lộ phụ đâu, đường hồng hăm dọa người cũng mua cho cha. Các ngươi là ai? Là ai à? Thằng Tân Lan và Tân Nương đã từng nghe danh đại hùng của Nam Sơn sức quỷ nhập thần rồi chứ? Hùng hồn thì mau đem ra bạc vàng châu báu thì còn mạng để thành thân, bằng không các ngươi sẽ thành ma trong đầu dưới lưỡi đào. Phúc đã xương tàn hồn trốn vùi nơi đây, quân cứu chúng bay xem thường dương pháp, không để lội sơn tặc nên nghe, hãy giao đấu cùng với ta. Thiết thạch ơi, bọn cướp đường hung bạo, chàng đừng phiếm lời, chẳng chịu nghe đâu. Ta phải về cứu gan cho kịp, nếu cứ chán chàng hãy giao gần hơn. Không, cần nhất là mau thoát kiếp nạn này. Không, Dương Lan, ta là phu quân, lẽ nào làm ngơ không bảo vệ vợ hiền, vì không tiếc bạc tiếc tiền. Chuyện bất bình ta phải ra tay để trừ quả cho dân, người ở nương nơi đây giết trên trời kêu ngạo chẳng thất thời, một trận thư hồng đo đỏ hấp cao. Dương Lan, nàng đừng sợ. Dương Lan, con đi nội. Không, xin đừng giết chàng. Lão bà ơi, lão bà là người cao niên, xin mở rộng đất Hải Hà mà tha cho chàng toàn mạng sống. Nè, đừng ra, xin chào các người. Dương Lan, Dương Lan. Không, tôi xin các người đừng, mà. Dương Lan. Ta đi chẳng đường bước của, chẳng qua là muốn kiếm cơm cháo qua ngày, chứ không hề muốn giết hại ai. Đại hùng, cháu hại thao bao, thu nhận tất cả bạc vàng, kể cả nửa cao cũng không thừa lại. Có nghe bà nói không? Sao còn nhớ dữ? Bà ơi, cháu đang chỉ thích một điều, không biết bà có bằng lòng. Cháu thích điều gì bà cũng chịu. Bà nói thật không bà? Có bao giờ bà dối gạt cháu đâu, thích gì cứ lấy, bọn họ đang nằm trong tay chúng ta mà. Bà ơi, cháu thấy Tân Nương đây nhan sắc tuyệt trần, nếu được cùng nàng về duyên lối phận thì quả là một hạnh phúc cho con. Không, không, không ai được bắt Dương Lan, không ai được bắt Dương Lan. Cái miệng này mà, người có tư cách gì ra điều kiện cho bọn ta? Cái hồn cháu quả không bắt tin rồi. Ta rất vui vì có cô cháu dâu, dùng nhan tuyệt sắc là điểm thân sang giàu. Không, không bao giờ tôi ăn trong người này, bởi vì thề chỉ một chồng thôi. Giàu bôi chưa cản thì như chưa có chồng, sơn trại ta thiếu gì bạc vàng châu báu, để cho đàn trang điểm thắm tươi. Kiểu ma từng nói thân lan, ôi thế duyên đẹp trời cao sẵn dặn. Sao? Thế nào? Không. Nàng có ưng thuận không? Tôi... Dương Lan, đừng! Thích là... Tình mạng của chồng nàng đang nằm trong tay của ta, nàng không bằng lòng thì hắn phải chết. Không! Đừng giết chàng. Sao ngài ta chết cho người tôi yêu, tôi bằng lòng xa chàng vĩnh viễn. Không! Dương Lan! Dương Lan! Dẫu nát đời qua nơi rừng sâu núi thẳm, cũng đành nhắm mắt đưa chân mong cứu bạn chung tình. Dương Lan ơi, nàng đừng biến ta thành kẻ ba tình. Nàng gặp nạn mà ta không cứu, ta
xanh. Đoạn đường ai thì chia rẽ yên quanh, em muốn già nhưng còn mong sống. Chàng còn sống là em còn hy vọng, rằng mai sau ta sẽ đúng không. Không, Dương Lan ơi, thà để ta chết đi, Dương Lan. Chàng phải sống. Cháu hậu Dương Lan hiểu hai lời thì ta chẳng dung thế. Dương Lan, các người bắt tôi những thân xác dương chi, không bao giờ các người được tình yêu chân thật. Tôi đã một cùng ông lên trong chân tinh, hãy để phương quân tôi trở lại với nhà. Không, Dương Lan, Dương Lan. Giờ này ông lên núi sách về. Không đâu. Nè, hôm nay á,
là ngày làm lễ bái đường lão gia không có lên núi đâu. Mà nghĩ cũng lạ. Sao từ ngày tôi vào gia trang hầu hạ lão gia cho tới nay cũng mấy chục năm rồi mà ngày nào tôi cũng thấy lão gia âm thầm lặng lẽ lên tận mé sườn non đục đá rồi bẫy đá lăn xuống vực cho tới khi nào mệt lã mới thôi. Chỉ vậy? Chỉ có bệnh hay là có công chuyện gì ông mới không đi thôi hả? Vậy à? Nhưng mà không ai biết tại sao hết đó. Chỉ có lão mộ mới biết. Nhưng mà bà cũng âm thầm lặng lẽ chăm sóc lão gia mà không hỏi nửa lời. Sao vậy? Chắc là phải có quẩn khúc gì đây. Có cái gì? Ô kìa, lão gia ra tới kìa. Lão gia. Dạ chào ông. Trà con để đây ông ạ. Để đó đi chào. Thời gian như gió ngựa phi. Mấy ngày nào lão dọn bàn thờ gia tiên để chuẩn bị lễ tơ hợp cho mình. Bây giờ lại đến cháu nội của lão cũng thành gia lập thất. Thế mà ngọn Nam Sơn kia vẫn sừng sững trên ngươi. Bao nhiêu năm ta đã gắn công, sao cứ như giả trà xe cát. Giờ với cái tuổi 80 gần đất xa trời, mắt mờ côi mỏi, chẳng lẽ ta đành thúc thủ hay sao chứ? Nội ơi, nội, nội ơi! Chịu qua đó về à? Nội, nội ơi, nội! Thế mà, nội, sao lại ta nông nổi như thế này? Còn dân lang đâu? Nội ơi, dân lang đã bị bọn sơn tặc bắt đi rồi. Hả? Con là kẻ bất tài nên không thể nào bảo vệ cho nàng. Trời ơi, thảm kịch 60 năm về trước nay lại xảy ra với cháu của tôi. Nội ơi, thảm kịch 60 năm về trước là sao hả nội? Chỉ còn là một chàng trai trẻ, nỗi đã rước tân nương là nàng Bích Nhi đi ngang núi Nam Sơn đã bị bọn sơn tặc dẫn đường cướp cô dâu cùng bạc vàng châu báu bao năm dài hồng nhan bạc trinh đành dâng lời phụ mẫu cưới nội của con. Câu chuyện này con đã từng nghe, bà nội có lần băng qua ngọn núi kia, gió độc nhập vào thân nên bệnh nặng qua đời. Sao ngọn núi này cứ thù oán mãi nhà ta? Đâu chỉ riêng nhà họ Ngô mà tất cả dân làng này đều bị tai nạn như vậy. Người thì bị rắn rít cắn bỏ mạng, người gặp phải loài hoa độc dông thân, đó là chưa kể đến nạn sơn tặc hoành hành suốt mấy mươi năm qua, gây bao cảnh gia đình ly tán. Là ta cách những nơi khác không xa, nhưng lại trở thành nơi hẻo lánh do đường xã gai góc hiểm trở. Ngọn núi Nam Sơn này đã làm cho ai cũng sợ hãi và xem nó như một vị hung thần. Nếu đúng như lời nội vừa phân qua, con vĩnh biệt dân lang đến trọn cuộc đời. Nhưng tại sao ta cam tâm những nhịn ở lại Nam Sơn chịu tai họa truyền đời? Đất tổ ông cha tạo lập mấy đời đâu dễ xem thường, cất bước ly hương. Lỗi là tại chúng ta bất tài vô dụng, không dẹp tan mầm hiểm nguy rình rập. Dân lang khổ đau trước bầy lang soi, sống chết lẽ nào mà chưa biết chưa hay. Con cho gia đình vào núi sụt tìm, giết bao hết bọn hung tàn bảo vệ hiền thê. Thiếp thắc là con gia đình nông dội làm liều, trước hết ta cần báo chuyện này lên quan. Dạ dạ dạ
Dạ bẩm lão gia, có quan huyện đến. À, may quá, dạ. Nội ơi, có quan huyện đến, hay là ta báo chuyện này cho quan huyện biết nha. Thôi chết rồi, ta mời đại nhân đến đây dự tiệc cưới của con. Bây giờ không biết ăn làm sao, nói làm sao với đại nhân đây. Thôi thì mình báo chuyện này cho quan đi, nội. Thôi thôi, bây giờ ta cứ tiếp ngân ngài trước đã. Dạ. Cho đại, mời đại nhân vào. Dạ. Con hỉ. Lão phu xin kính chào đại nhân. Dạ, kính chào đại nhân. Ừ. Này à, ngu lão. Dạ. Nể tình lão lắm mà ta mới tới đây để dự tiệc cưới của thiết thật đó. Ủa, mà sao đám tiệc gì không thấy khách khứa gì trơn trọi, rồi chừng nào mới nhập tiệc? Dạ, dạ lão phu xin tạ lỗi với đại nhân. Chuyện gì? Lễ cưới chắc là phải hoãn lại. Trời đất ơi, nhưng mà tại sao lại quán lại? Dạ trình đại nhân, vị hôn thê của tôi khi đi ngang qua núi Nam Sơn đã bị bọn sơn tặc bắt đi rồi, nên chúng tôi không thể nào cử hành hôn lễ. Thôi ta biết rồi, chắc ngươi cùng với nàng ấy không có duyên phận. Đừng buồn đại nhân. Dạ, dạ bẩm đại nhân, đây là quả lớn cho gia tộc của chúng tôi. Mai mà đại nhân chiếu cố đến đây, dạ xin đại nhân hãy cử quan vương truy tìm xào huyệt của bọn cướp để giải thoát cho dân lâm. Dạ, dạ cũng để cứu quả cho dân lâm. Dạ đúng đó đại nhân. Ông tưởng à, cái xào huyệt của bọn cướp là dễ dàng lắm hay sao? Ông cũng nên biết đó là từ thuở xa xưa Nam Sơn đó là nơi tử địa, còn bọn cướp thì dư quỷ dư ma, nhưng chúng lo thờ đâu mà tìm. Còn ngươi, thôi hãy quên đi, rồi tìm một gia nhân khác để cưới về làm vợ. Phu thê thì áo mặc ngoài có cái gì đâu mà mặc ủng mày châu. Nhưng mà duyên nợ kéo sơn, sao đại nhân xem như là đùa cợt. Xin ngài hãy phát lệnh cho quân cứu người ân tận biển trời. Đâu có được, ta còn nhiều công việc phải lo hơn là giúp người đi tìm kiếm vợ. Ngài là vua mẫu chỉ dân, bỏ mặt chân sống ba không màng dung tiếp thì được cứu người thì không. Vô lẽ sao? Như vậy là nhà ngươi nói ta ham ăn phải không? Quân bắt thiết thật về răng được không? Dạ, dạ. Dạ. Nói bẩm đại nhân, dạ cháu tôi đứa còn nhỏ tuổi, ăn nói không có lựa lời. Dạ, dạ xin đại nhân hãy nể tình bỏ qua cho. Không được, không được. Lúc vua phép nước, ta không trừng trị hắn thì sao? Thì đám dân đen nó lần mặt thì làm sao mà ta cai trị cho được? Quân hết đi, lẫn đi. Dạ mai sẽ đại nhân ơi. Nói, dạ lão phu xin nguyện lấy cái thân già này để chịu tội thay cho quân thật. Không, nội, nội. Chịu tội thay cho thiết thật. Dạ. Nội. Thôi hết rồi, đứng lên đi. Ta thấy ông ta thương tình. Dạ. Muốn ta tha cho thiết thật cái gì? Dạ. Nhưng mà ta tin chắc là lão đây cũng biết câu của đây hai người. Muốn ta tha cho cháu thì phải biết điều. Chúng tôi lập công thì muốn xử điều xong. Không hiểu ý ta chưa? Lập công chủ tội nghe như là ám muội. Chuyện này nghĩ có tu thần phải hiểu ý người quanh. Dạ. Giỏi lắm con. Bẩm đại nhân, lão đã hiểu ý à. Nội, đừng nội. Nội. Trời ơi. Dạ, dạ xin đại nhân hãy nhận chút lễ mọn này mà niệm tình tha thứ cho. Nội. Gì? Dạ một chút lễ mọn. Nội. Dạ. Thôi, nội ơi. Bù lão cho sao đây? Sao làm như vậy? Giữ đó cho tao nghe. Mẹ một phần nào mà chết với tao à? Thôi được rồi, ngu lão. Dạ. Nể tình của ông ta tha cho thiết thành lần này. Dạ xin lỗi ông đại nhân. Cháu ơi, quỳ xuống đi cháu. Quỳ xuống. Nhưng mà nhớ, từ đây về sau không có được vô lễ với mệnh quan triều đình nghe chưa? Dạ. Tay. Dạ. Yeah.
một tên tham quan ô lại mà. Hắn chỉ biết hạt sách dân tình, chứ không biết nỗi khổ của dân lành ra sao cả. Nội, nội ơi, chúng ta không cần quận quan quân đó nữa. Nhà ta thanh niên trai tráng khỏe mạnh, 100 người, đủ sức lên núi diệt trừ bọn cướp. Cháu nói rất đúng. Nhà ta già trẻ bé lớn rất là đông. Tại sao ta không nghĩ ra việc này chứ? Dạ. Thiệt thật à? Dạ. Cháu hãy gọi tất cả mọi người ra đây. Dạ, dạ. Này các con, ta là trưởng tộc họ Ngô, ta muốn các con giúp ta hoàn thành một tâm nguyện. Các con cũng nhìn thấy ngọn núi Nam Sơn trước nhà, đã bao đời nay gây bao cảnh tan tóc cho dân lành. Này, ta muốn mọi người cùng hợp sức để dời non. Dời non? Phải. Nội, nhưng mà núi non làm sao dời được hả nội? Chúng ta phá đá, đem đổ ra biển. Trước đây, ta vẫn lặng lẽ một mình phá đá mở đường. Thề nguyện là còn một chút hơi tàn, cũng quyết không nản chí. Nhưng đúng là một cây thì làm chẳng nên non, ba cây chụng lại xây nên hòn núi cao. Huống chi là sự hợp lực của toàn gia trang chúng ta. Nhưng nội ơi, nội tuổi cao sức yếu, công việc này rất mệt nhọc cho nội đó. Ta tuy đã già, nhưng cháu còn rất trẻ. Dạ. Rồi con cháu chúng ta cứ truyền đời, tiếp tục mở đường cho làng ta thông thường với các nơi, và trở nên nơi trù phú an toàn. Núi kia đồi đồi vô tri, những con người lại sinh sôi, thì có ngày nuôi hết ngăn chia, ta càng tiến nhanh thì núi sẽ lùi. Con không ngại khó khăn nào, nhưng ngày nào chưa cứu được dân làng, ân tình cách biệt đôi nơi, con cháu đâu mà nối dõi không đường. Pha sơn cho nhặt kinh hồn, liền xuất đầu lộ diện ngay. Ta lần dấu vết tìm theo, ắt sẽ đến nơi sao ghét bọn hung tàn. Dừng đi cháu lo gì, không mở đường cứu thoát dân lang. Đúng rồi, nội ơi, con hiểu ý của nội rồi, con hiểu rồi nội ơi. Xin các người, xin các người hãy giúp thiết thạch dời non cứu dân lang. Dời non! Bà cản đường đi. Ai, ai mà gan vậy hả? Thì ra là Lâm lão đó hả? Bay, dạ. Dạ. Lui kiểu ra ngoài chờ tao. Dạ. Lâm lão, bà dám dừng kiểu của quyện quan, bà không sợ ta bắt về quy án hay sao? Sợ. Nếu đại quan muốn bắt thì đã bắt lâu rồi, nhưng ngài đã dung túng cho chúng tôi vì cây đa cậy thần, thần cậy cây đa. Bây giờ bà muốn cái gì hả? Thẩm đại, con trai của bị giam đã lâu, sức khỏe ngài một hao mòn, chỉ mong đại nhân hãy sớm thả con tôi để gia đình sum họp. Không được, con của bà là tên cướp, ta không đem ra pháp trường xử trảm đã là may mắn lắm rồi. Chứ đừng hòng ta thả về. Bà đừng gian sinh. Nhưng con tôi không phải là kẻ cướp, mà chính tôi là sơn tặc cướp đường. Nay nguyện bó tay chờ ngày bắt ngô
bắt bà thì có lợi gì đâu. Ta muốn bà sống được hảo không, hãy an tâm vững dạ đợi chờ, ta sẽ lo cho con trai bà chúng ta. Không ai trên đời này muốn sống bất lương, chỉ mong gặp con sư thầy thái chi nè. Bạc vàng lúc nào cũng bạc vàng. Bà phải nộp cho ta những mặt châu báu ngọc ngà quý giá nhất kìa. Bà có chịu không? Nếu ngài không tin, cái việc dẫn quân về trang trại tiền nghi chọn lựa những báu vật ưa thích, chỉ mong ngài nghĩ lại mà thả con tôi cho mẹ con sớm đoàn tụ. Đoàn tụ. Thôi được rồi, chuyện này đó để rồi ta sẽ tính sao. Nhưng mà bây giờ á, giúp cho ta một việc. Việc gì? Ông cứ nói. Lâu nay ta có nghe nói có một đám người ngu xuẩn đến đây toàn phá núi. Nếu núi này phá đi, bà không có nơi ẩn nấp, ta cũng không thu được lợi. Cho nên ta muốn bà giết nó. Được, tôi bằng lòng. Chỉ mong sao ngài sớm thả con trai tôi cho chúng tôi được đoàn tụ. Được, ta hứa. Này các con các cháu, dạ, hãy nhanh tay phá đá nè, bóng mặt trời đã xuống núi rồi đó. Ai cho các người phá núi? Dạ, bẩm đại nhân, chúng tôi muốn được xá thông thương, sớm lạc an khang thịnh vượng, cho nên phá núi để mở đường. Không được, núi này có vị trí phong thủy thật là quan trọng. Nếu phá đi, đất trời sẽ nổi giận, giáng thiên tai xuống cái làng này. Trách nhiệm này ai gánh? Tôi là người dân ở vùng này, cho nên đã tìm hiểu và cân nhắc kỹ. Núi này không có thu quý và cổ tốt, mà chỉ toàn dây leo rắn rít, lại ẩn chứa nhiều loại thú độc hung tàn. Còn ẩn chứa tai ương, vì giặc trước kia hoành hành quấy rối. Nếu núi qua lên đường đi, thì việc thông tư sẽ vô cùng thuận tiện. Nghe ta nói nè, chẳng lẽ nào các quan tiền nhiệm không biết điều đó? Để cho các người quên mép quên mồm, họ không chịu làm nên chúng tôi đành tự liệu qua mà thôi. Lòng chỉ ước mong dân trong vùng này sống lạc nghiệp âu ca. Là hộ mẫu chi dân, chẳng lẽ ta không biết cái điều đó? Nhưng mà bởi vì ta cũng là thiên thạch nữa đó. Trình đại quan, nay cả gia tộc chúng tôi tề tụ về đây, cho dù ông cố tình ngăn cản, chúng tôi cũng biết làm một việc có ích cho đời sau. Nhưng mà được, đợi đây. Đợi đấy. Thưa nội, tên huyện quan này đã đủ lý, chắc là hắn không bao giờ ngăn cản việc chúng ta làm. Tên quan huyện là một kẻ mưu mô thâm độc, không dễ gì hắn bỏ qua việc này đâu. Các cháu nên cẩn thận. Thưa nội, cháu không bao giờ sợ hắn. Cháu chỉ mong sớm ngày gặp được Dân Lan. Nội ơi, liệu Dân Lan có còn sống không nội? Dân Lan là một người rất kiên cường lại thông minh, chắc là nàng ấy sẽ đợi chúng ta đến giải cứu. Bây giờ cháu ở đây nghe,
để ông dẫn người nhà qua bên kia phát quang cây cỏ. Sao ở đó nghe. Dở khăn che mặt cô dâu và như điềm bao trước cho mai trúc ly tan. Ôi núi cao trùng em của tôi nơi nào mấy chiều có dấu dài nhân mắt em có thương sương nở vinh hoàng nơi chốn tâm sơn. Bỏ dây động rừng
Như vậy có nghĩa là sào huyệt của bọn sơn tặc ở gần đây, giá mau về cấp báo với huyện quan, đem quân lên diệt trừ loài thảo ấu, để ta ở đây ứng phó. Ở đây nguy hiểm lắm nội ơi. Không sao đâu, còn một số trai tráng ở đây mà, cháu đi nhanh đi kẻo trễ. Đội công thần nghe nội. Dạ. Dạ. Đi nhanh đi. Sơn trại nay nàng hãy vì lão già này mà bạc lập vợ của ta đi. Bạc lập lập vợ Dương Lan. Dương Lan. Dương Lan. Dương Lan. Ngươi đứng yên ta. Nếu ngươi còn bước tới nơi đây, ta sẽ quyết chết ta nơi đây. Cô gái, cô can đảm lắm, nhưng đừng dại dột như vậy. Nội, nội thuyết phục nàng bằng lòng mà chở con đi nội. Đại hùng, con không nên vội vàng như vậy. Nếu dân lan bằng mặt mà chẳng bằng lòng, thì nội tin chắc rằng con không thể nào có hạnh phúc lâu dài. Chuyện đành tận hôn phải giao. Dừng lại, đi, dừng lại, dừng lại, dừng lại. Mũ già, tộc mũ bạc trăng thế kia mà còn làm ăn cướp hay sao? Dừng lại. Lão già, nếu muốn sống phải khai rành cơn họ, ta sẽ gọi người nhà mang tiền tới chuộc, bằng không lão sẽ mất mạng. Tiền à? Ai cũng muốn vơ vét tiền của người lương thiện. Quan đòi tiền ta, cướp cũng đòi tiền ta. Có lẽ quan và cướp cùng một phe thì phải. Nằm đi lại đi. Lão
bảo thì mau khai tên họ. Ta ở làng Mai, dưới chân núi Nam Sơn, tên gọi Ngô Công. Bà là ai sao lại hỏi ta như vậy? Ông có còn nhớ cách đây 60 năm chàng Ngũ Công ở thôn Đông đón cô dâu vừa đổ tuổi trăng tròn đi ngang qua núi Nam Sơn không? Nhớ chứ. Trên đường đi bỗng nhiên bị bọn giặc chặn được, bắt mất nàng Bích Nhi của ta, còn chú rể thì bị xô xuống vực. Ta may mắn bám vào một cành cây nên được toàn mạng sống. Ta đã nhiều lần quay lại Nam Sơn nhưng không tìm ra tung tích, đành trở về thành gia lập thân. Những cư nhân hoài hình bóng của người xưa, không biết giờ đây sống lát lẽ nào. Nàng cũng đã uy tín. Nếu có còn chăm tu tóc bạc da mồi, không dễ gì nhận thành. Nơi vậy bà đây không phải chính là Bích Nhi của ngài. Bích Nhi. Bích Nhi đây sao? Bích Nhi. Nhưng tại sao bà lại trở thành một kẻ cướp như vậy chứ? Tôi bị tên tướng cướp bắt. Tôi định quyên sinh như biển trong canh giữa ngày đêm. Rồi tôi mang thai với tên cướp, tự thấy mình nhút nhát, đành cam phận ở lại Nam Sơn để chôn vùi mối tình đầu. Có phải là bà sống một cách gượng ép ở sơn trại hay không? Ta thấy bà ra dáng là một tướng cướp quay phong ngang tàn lắm kia mà. Sống giữa bầy nan sói, tôi phải tập luyện võ nghệ để mong có một ngày nào đó đi làm chủ được đời mình. Nhưng tôi không làm sao thoát được, vì mình sống theo thế đâu. Cùng ta sớm tạc chiều nhiều đắng cay, lòng cháy sáng đi và tự thẹn với mình. Xem như Bích Nhi đã chết từ vậy mà bao năm tôi ôm tình ca quan ức, mà nghe bà nói lòng tôi càng thêm tức tôi. Bà học gió cao cường mấy mươi năm đăng đăng, sao không hoàn lương về chôn quê nhà? Một con trai nhưng đã bị quan quân
chuyện lạ đời như vậy chứ. Bắt người thì phải đem ra xét xử chứ, tại sao vậy bà? Tên huyện quan gian tham, hắn có dụng ý, hắn muốn tôi làm cướp ở sông Lâm, rồi cùng nhau chia của cái bạc vàng vì nghĩa dây dân. Ra đầu dây mối nhợ là do tên huyện quan gian á. Hèn chi hắn không cho chúng tôi phá núi để khai thông đường xá. Hắn muốn dân chúng sống trong tâm tối cùng cực thì hắn mới có cơ hội bắt kẹp dơ giết của họ. Nhưng mà bà làm như vậy là thật sai lầm. Bây giờ tôi hỏi bà có muốn trở thành người lương thiện không? Ông ơi, đó là ao ước cả đời tôi. Dẫu tôi gần đất xa đời, nhưng cũng trước lúc lìa đời phải mang chân mình là người lương thiện. Còn đại hùng đưa cháu của tôi, không lẽ cam tâm suốt đời làm con tặng? Vậy thì bà nên tố cáo quan huyện, nhưng phải có đủ đầy bằng chứng trong tay. Hiện tôi còn giữ một số vô quan trọng, nhưng chỉ sợ con mình bị quan bất hạnh. Còn đại hùng thì không mang trọng án, ai dám tin lời kẻ cướp như tôi? Cả nhà họ Ngô sẽ bảo vệ cho bà, bởi suy cho cùng bà chỉ là nạn nhân của bọn tham quan hiểm độc thường quyền. Nếu bà tử thú, tội sẽ được nhập thân. Tại sao tôi không gặp được ông sớm hơn? Để bây giờ chúng ta đã già rồi, tất cả đã muộn màng. Tôi cũng không còn sống được bao lâu, nhưng vẫn dám đứng ra mở đường, mong để lại cho con cháu mai sau một con đường thênh thang bằng phẳng. Bà trở lại làm người lương thiện không bao giờ muộn. Nếu được trở lại làm người lương thiện, tôi sẽ cùng ông dời non. Còn bây giờ tôi sẽ khuyên bảo đại hùng giải tán sơn trại. Nội, nội định giải tán sơn trại hả nội? Phải đó cháu à, chúng ta không nên làm tại sai cái tên huyện quan đó nữa. Xưa nay cháu không hề cãi lời nội, nhưng liệu người đời có tha thứ cho tên đại hùng này không hả nội? Cháu à, người ta đánh kẻ chạy đi chứ không ai đánh người chạy lại. Cháu còn trẻ, đừng sống lén lúc mà uổng phí cuộc đời. Bà ơi, như vậy là cháu sẽ mất chân lan. Cháu ơi, đừng biến dân lan thành một lắm bà thương. Thank you.
đại hùng không muốn cướp của để chui rút nơi quan sơn cùng cốc. Nhưng đành phải khoác chiếc mặt nạ ác gian đi gieo rắc thương đau, và vì thương cha đang bị giam cầm. Có khi đối diện tâm cùng tự thấy sai lầm, đành cố gắng không giết người vô tội mà chỉ cướp bạc vàng để cứu mạng cha. Chẳng qua vừa rồi cháu say nên sắp dừng lên, nên bắt ép nàng về cầm sắt. Nếu cháu chọn được người tâm đầu ý hợp, cháu nguyện ăn nắng hối cài trọn đời. Tốt lắm, cháu của bà ngoan lắm, cháu bà sẽ giúp cháu đoạt. Thiệt hả? Đâu? Nội ơi, nội có sao không nội? Nội không sao, không sao cả. Đại hùng, hãy mau thả Dương Lan ra. Nếu không, ta sẽ biến đây thành một bình địa. Thiệt hả? Được, tôi sẽ trả Dương Lan lại cho huynh. Lô Lan, đưa Dương Lan ra đây. Thiệt thật, đại hùng tôi vì quá hồ đồ nên đã rẻ thí chia quyên. Nay tôi trả Dương Lan lại cho huynh và mong huynh lượng thứ. Thiên thần, Dương Lan, Thiên thần, Dương Lan, Thiên thần, Dương Lan, Thiên thần ơi, Dương Lan, ta nhớ nàng lắm Dương Lan. Thiên thần ơi, tôi ngờ kiếp này sẽ không còn gặp chàng được nữa. Không, Dương Lan ơi, ta mừng lắm Dương Lan ơi. Dương Lan, Dương Lan, ta chúc cháu tròn duyên cùng Thiết Thạch. Nội ơi, nhưng mà tại sao họ trao trả Dương Lan dễ dàng như vậy hả nội? Bởi vì lão nương đây chính là nàng Bích Nhi, cô dâu ngày xưa mà ta đã kể cho cháu nghe đó. Hả? Lão bà đây chính là cô dâu mà bọn Sơn Tặc đã bắt đi 60 năm về trước à? Phải, bây giờ đã nhận ra nhau, mọi việc ta được giải bài. Thật ra bà đây và Đại Hùng vì bất đắc dĩ cho nên mới đi làm cướp. Kẻ có tội chính là tên huyện quan gian ác. Dạ. Bấm chạy chủ. Điều chi? Có quan huyện tới. À, quan huyện. Được, mời vào. Tất cả hãy vào trong để tôi đối phó. Lâm bà, Lâm bà đâu? Ta đã dụ dỗ được tất cả bọn trai tráng của dòng họ Ngô tới đây. Chúng nó đã lọt vào rừng núi mê cung của bà. Bà tìm cách tiêu diệt chúng nó cho ta. Được. Đại hùng. Dạ. Bắt hắn. Bay. Dạ. Bắt nó. Giữ hắn lại. Ê, ê. Sao bắt ta không? Trời ơi, kêu bắt là bắt cái đám kia kìa. Vì ngươi buộc bọn ta làm cướp để cướp bạc vàng phi nghĩa, nay vì ngươi sợ mất miếng ăn lại âm mưu định giết cả nhà của Ngô Công. Lão, lão, ai tin bà, ai tin lời bà nói? Chúng tôi đây. Ngô lão, chúng nó chính là bọn cướp của giết người. Hãy giết chúng nó đi để giải cứu cho dân làng. Ông chẳng những không giết họ mà tôi còn giúp họ vạch trần bộ mặt gian hoa của ngươi. À, thì ra chúng bày đã cấu kết với nhau. Chúng bày có biết giết chết mệnh quan của triều đình là mang tội gì hay không? Hơn nữa con của bà đang trong tù ngục, bà không được làm vậy. Hay là bà không muốn gặp mặt con? Bà muốn cứu con ta và muốn giải thoát cho những người cơ cực nằm nay, nên nó nhất định tố cáo mi. Mấy chục năm trời mới dài tuổi hoàng kiên, cháu mừng vui vô hạn vì bà trở thành người tốt quan lương. Dời nó ngàn gì làm quê, tất cả
mọi người hoan hỷ ngợi ca. Phải rửa thù cho cha bấy lâu ơn hận xa cách gia đình hoang phí đời trai. Thôi mấy người lỗ hết rồi sao? Quên bỏ bạc vàng và muốn giết cả ta. Quân giải quan quyện đi. Không, đừng bắt ta. Tất cả mọi việc đã được giải bài. Bây giờ ta sẽ truyền lệnh cho đám lâu la cùng nhà họ Ngô đi mở núi. Ta sẽ thuyết phục dân làng cùng nhau góp sức góp công để phá đá mở đường. Rồi đây con cháu chúng ta sẽ không còn khổ đau vì ngọn núi âm u hiểm trở. Này các con, dạ, chúng ta hãy siết chặt tay nhau, biết bền chí, biết hợp lực, nhất định chúng ta sẽ thành công. Nhất định thành công. Xưa